tất cả các món hàng đều được hàn chì hết rồi nha anh em, nên là nó hoạt động rất là ổn định nha. Rồi cái bộ mà anh em vừa mới coi á, là mình bán là 135.000 bao ship anh em nha. Thì nó đầy đủ phụ kiện như vậy luôn á. Cái đó thì cái đó là mình bây giờ mình báo giá, hồi trước mình có đăng cái clip đó về cái IC đó rồi. Cái đó thì hoạt động rất là ổn định. Cái này là tiếp theo mình nói tiếp về cái cũng là cái IC loại đó thôi. Đây là cái kiện hàng mà mình gửi cho anh Phong ở ấp Thọ Xe, xã Vĩnh Lộc, huyện Hồng Dân, Bạc Liêu. Cái này anh gửi ngược trở về, anh nhận hàng rồi mà anh gửi ngược trở về nó là nó có trục trặc gì đó. Thì ở đây mình có chuẩn bị một cục pin, mình sẽ làm rõ cái vấn đề là nó hư hao như thế nào hay nó bị lỗi như thế nào anh em ha. Nói chung thì buôn bán mà lâu lâu gặp phải những cái khách mà họ đàng hoàng như thế này á thì rất là mừng. Có nhiều người mà gọi lại chửi bới này kia rồi đó. Thực ra thì không phải là mình cố tình mình gửi hàng cho anh em là gửi lỗi gì đâu. Mình cũng test trước khi gửi hết rồi á. Gì đây? À, khách tháo dây ra như thế này. Đấu vào cục pin này đúng không? Đấu vào cục pin. Pin 9V nha anh em nhé. Bên này pin 9V. Cái này là công suất 1,5V nè. Mình có nói rõ là anh em gắn pin 9V vô nó cũng vô nha, nó cũng xài được nha. Nhưng mà cái này á, nguyên lý của nó là dây mát. Rồi, ông này ông cái dây mát là dây đen này luôn nè. Mà ông tháo ra vậy thì làm sao mà nó đánh được. Đúng không? Phải xe lại nha. Còn nếu mà làm hai chẳng hạn như mà anh em làm hai buồng đốt. Hai buồng đốt giống bếp ga mình có hai buồng đốt đó. Giờ thử nè. Dán vô đây làm cái gì? Sẽ cắt ra luôn. Cắt ngay đây nè, để về ổng có muốn đấu nói lại cho nó dễ. Còn dán dán như này cho mệt. Chờ mình chút nha. Rồi ok, mình lấy cái cuộn keo mình dán lại. Rồi mình thử cho anh em coi nha. Đây, cái đầu 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 dương nè. Nó lúc nào cũng vào dây đỏ hết, cái đầu núm á anh em. Đánh bình thường. Đánh bình thường nha anh em. Đánh bình thường luôn nha anh em. Rồi, anh Phong mà có coi được clip này thì em sẽ giải thích kỹ cho anh Phong nghe là nó không có hư hao gì hết nha anh Phong nha. Hai cái này cũng vậy. Em cũng đấu trước rồi em mới gửi cho anh. Ủa? Ông chơi ông tháo cái dây đen này là dây mát anh Phong nha. Dây đen này là dây mát, chút nữa em sẽ làm kỹ cho anh Phong coi nha. Tại vì nó là khi nó chạm vào đầu xanh này á, khi mà dây đen nó chạm vào đầu xanh này á thì cái tia một cái dây đen khác nó sẽ đánh vào cái nó bắt cặp với nhau. Một dây đen bắt cặp vào dây vàng, một dây đen bắt cặp vào vào dây dây xanh này ha. Cái dây đen này thực tế nó là dây mát và cũng là dây công tắc luôn á. Khi mà nó chạm vào cái đầu dây xanh này thì bên dây vàng này đánh, mà khi mà nó chạm vào dây này thì cặp bên kia đánh. Một chút mình thử cho coi nhé. Cái này là không phải lỗi gì hết trơn á. Hàng này nó cấu tạo nó như vậy mà. Còn á, cái chuyện mà cái dây đen này mà một khi nó không chạm vào dây nào hết á, mà anh em đấu pin á, thì nó sẽ, một là nó không đánh, hai là nó sẽ đánh, nhưng mà nó đánh ở trong này, tại cái mạch ở trong này nó rất là gần nhau. Đó, cái tại sao anh em hiểu thế nào là dây mát không? Anh em vẫn chưa hiểu lắm về cái dây mát đúng không? Cái dây mát là cái dây mà cái dây vô duyên đó.
Em cắt ra rồi nha, về có gì làm lại nghe anh Phong nha. Thì trước khi mà anh em nhận hàng á, mua hàng này bên em á, thì em cũng báo giá luôn nè. Cái này á thì có nhiều chỗ nó bán á, là 60 ngàn một cái, 55 ngàn một cái, nhiều chỗ bán 50 ngàn một cái, nhưng mà loại nó khác anh em. Cái loại mà nó dán cái tem á, màu ở đây nè, có chữ trên cái tem á, cái đó không phải à. Tem này là tem in nổi đàng hoàng anh em nha. Với lại á, em là em chọn lựa những cái nhà vận chuyển, những cái nhà bán hàng ở trên Taobao á, là những cái nhà 5 sao em mới nhập hàng. Và nói chung á, là nhiều khi nhà vận chuyển đó nó ở sâu, cái nhà bán hàng đó nó ở sâu trong nội địa, thì khi mà phí vận chuyển nó về Việt Nam nó cao. Thì em bán giá này mà em bán cũng nhiều năm rồi, 70 ngàn một cái anh em nha. Mua một cái hai cái thì sẽ mất ship là 30 ngàn. Mua mà ví dụ mua một cái thì nói thẳng, nói vuông luôn nè, là 100 ngàn một cái bao ship luôn đó. Nhiều khi anh em mua của chỗ khác nó bao ship cho anh em rồi, anh em cũng té ra là 80-90 ngàn rồi, tiếc chi 5-10 ngàn rồi trả giá đấy, em không hề bán anh em nha. Tại vì á, em bán nhiều năm rồi đấy. Và cái tiêu chí của em bán hàng á, mà bán hàng không có lời là em không có bán nè. Đấu pin vô nó không có đánh nghe anh em, tại vì bây giờ nó đâu có dây nào đâu mà đánh đúng không, dây nó ở xa nhau hết mà đánh gì đúng không. Rồi em sẽ đấu lại như ban đầu nè, nè anh em thấy không, ban đầu tiên em gửi cho anh em là em đấu em làm kỹ lắm nè, chứ đâu có phải là tào lao đâu đó. Nhưng mà về anh em không không biết làm thì chịu rồi. À, nói chung thì anh Phong nè, anh khách đàng hoàng lắm, anh khiếu nại mà anh khiếu nại văn minh lịch sự lắm. Anh gửi về anh cũng chịu cước luôn sẵn rồi đó. Cái này là em nhận không đồng luôn nè. Đây trước tiên là không biết là lỗi của ai. Đó, ví dụ như ảnh cũng có khả năng ảnh nghĩ là lỗi của em, nhưng mà ảnh cũng chịu cước luôn đó. Mà cước gửi không có thu hộ á thì nó rẻ anh em nha. Mà cước gửi có thu hộ á thì nó hơi đắt nha. Có nhiều anh em mua hàng hay lắm, không muốn chuyển khoản cho người ta trước, mà kêu là nhờ bưu điện nó thu tiền hộ đi, hàng tới thì trả tiền nhân giao hàng. Mà khi mà nghe tiền cước mà ví dụ mua 30-40 ngàn, tiền cước nó tiền cước cao quá, à, thì cái phí thu hộ đó thì sao lại tính lên đầu khách mà không tính lên đầu shop. Thấy shop mà họ muốn tính lên thì họ nâng giá sản phẩm lên họ tính đúng không. Nói như vậy là không đúng nha, họ bán mà họ chịu phí nữa thì họ phải cộng giá lên chứ, còn họ bán rẻ thì làm sao họ chịu. Đó anh em nghe. Đánh rất là ok luôn, không hư cái gì nghe anh Phong nha. Một chút em sẽ đấu lại cái dây mát cho anh Phong coi nha. À, cái này là IC của bếp ga, nó sẽ đốt hai buồng đốt, có nghĩa là hai hai cái chậu nấu á, hai cái dĩa nấu. Chẳng hạn như bên này cái nồi, bên này cái nồi, mà khi em bật cái bên này á thì bên này nó lên, mà bật cái bên bên này thì bên này nó lên. Mà cái dây đen này á, nó sẽ tích hợp vào trong cái công tắc á, cái chỗ bật của bếp ga. Khi anh em là bật bật bên này á thì cái dây đen này nó sẽ bị đưa qua bên cực bên này, dính vào cái sợi dây của bên 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 bếp bên này, là bên này nó cháy nha. Anh em bật bên kia thì nó cái đầu này á, nó lại xoay ngược bên này, là chạm vô cái dây bên này là nó sẽ mát mát ngược lại anh em ha. Nói chung chút em làm cho anh em thấy, em hình dung nha. Em không phải chuyên gia gì đâu, nhưng mà em cứ mày mò đấy là em biết thôi, chứ em cũng chưa có đi lắp bếp ga cho ai hết á. Nhà thì cũng có bán ga thật, nói chung là cứ có bán thì bán thôi. Đó, đánh mạnh chưa, nó nằm trong cái bịch nghe âm vang kia không, đánh rất tốt nè anh em, không có hư hao gì hết nha. Tại vì hàng này em đã test trước khi gửi rồi mà, sao mà hư hao gì được. Rồi tiếp tục cái cục này nè, cục này nguyên nguyên mới luôn nè nghe. Mấy cái này là em cắt dây rồi á, chứ cái cục mà em thử em không cắt cắt dây đâu nghe, vậy anh em tự làm nè. Đó, em đã thử rồi, em dán lại luôn rồi nghe.
Cái này làm dán nè, nhưng mà cái dây pin là em chưa có cắt nè, thấy không? Nó nguyên zin cho anh em gì luôn nè, em chỉ có tuốt cái này ra và chọc pin thôi nè. Hai cái nãy là khách cắt nha. Đầu đỏ nè, đầu đen nè. Anh em thấy không? Đánh mạnh ghê không? Thử rồi mới gửi mà sao có trục trặc được. Bữa em cũng nói với anh Phong vậy rồi. Nhưng mà do anh Phong không biết quả quyết là nó bị lỗi nha. Thì thôi, em kêu vậy thôi, anh Phong gửi về đi, em sửa cho. Chứ em chắc chắn với anh Phong là em thử rồi em mới gửi mà. Buôn bán đâu có nhiều khi mình đổi trả cho bên này bên kia được, chứ còn khách đổi trả cho mình á thì khó lắm, tiền cước á, cước đi cước về nhiều khi nó lại còn 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 bằng một cái IC này. Ví dụ anh em mua một cái này giá có bao nhiêu tiền đâu, mà tiền cước đi cước về nó bằng mất cái này rồi đó, hoặc là nó bằng cũng mất nửa cái này nữa rồi, mua thêm cái nữa cho rồi. Bởi thế em biết thế nên là không bao giờ mà em gửi sai cho khách hay gửi cái hàng hỏng hàng lỗi cho khách hết á, rất là phiền phức. Mà anh em trải nghiệm khi mà mua hàng, anh em thấy không, mua trên Lazada cũng vậy, mua Shopee cũng vậy, người ta chú trọng vô là trải nghiệm của khách hàng khi mua hàng ở tại điểm đó, giống như shop em cũng vậy. Khách hàng mua ở shop em xong lên bình luận hay là lên comment lên đó, là rất là mừng, rất là vui. Nhưng phải là bán một cái này, nhiều khi anh em còn mua cả ống dầu bên em nữa, mua cả ống dầu bên em nữa, ống nhôm chẳng hạn, hay là mua một số cái khác, đồng hồ rồi bơm rồi bất cứ, hay là nói chung em bán rất là nhiều. Cái Zalo của em có trên tiêu đề á, thì anh em cứ vô Zalo hoặc là mấy cái clip mà em có link shop á, anh em cứ nhấp vô coi biết. Đâu phải mình bán một hai cái đâu, lời một cái mấy đồng đâu mà mình làm mất lòng khách đúng không? Rồi ok. Nè, bây giờ em sẽ đấu luôn vào. Trước tiên em dẹp này nha. Em chỉ để một cái này thôi nha. Em đấu thử cho anh em coi nha. Giờ em sẽ dùng băng keo nè. Em khuyên anh em nè. Biết là cái pin 9V hay pin 3,7 hay pin nào nó cũng xài được hết trơn á, nhưng mà anh em cứ tưởng tượng đi. Công suất của nó 1,5V. Công suất của nó xài pin 1,5V mà anh em gắn cái pin 9V vô thì cảm giác là nó lâu hết pin thôi. Chứ thực tế ra nó đánh không có ngon bằng 1,5V. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa nha, là cái tuổi thọ của cái sản phẩm không bao giờ nó cao bằng được hết á nha. Nó đang đánh ở đâu đây? À, nó đánh xuống đất anh em nha. Nó đang đánh xuống đất nè. Anh em thấy không? Đó, cái sợi dây mát nó ra rồi. Không đánh nữa nha. Em thấy không? Không đánh nha anh em. Bây giờ mình sẽ cho nó bắt cọc nè. Anh em thấy rõ không ta? Em zoom lên tí nha. Ủa, zoom cũng không được. Ngồi ở vị trí này khó quá, phải có người quay phụ ngon. Nè, bây giờ em cho hai dây này nó dính lại với nhau thử xem. Nha. Là nó đang đánh ở trong. Ui. Cầm gần cái đầu quá. Nè. Cái này là nó mạnh á. Em thấy không? Rồi, cái này là nó bắt cặp với dây vàng là ngon lành nè. Bắt cặp dây vàng ngon lành nè. Nha, bắt cặp dây vàng nha. Cái dây này đánh vô dây vàng mạnh anh em thấy không? Đó. Cái này là đối với những anh em mà làm hai buồng đốt nha anh em. Nó mới phức tạp như thế này thôi. Hai buồng đốt nha. Rồi, vậy dây xanh còn lại là nó sẽ bắt cặp với cái thằng dây đen còn lại thôi. Đúng không? Dễ mà đúng không? Bây giờ cái dây đen là cái dây mát nha. Ủa cái dây xanh mà. Đây dây xanh nè, bắt cặp dây đen còn lại nha. Cái dây đen là cái dây mát nha anh em. Mà cái dây đen này không chập với thằng dây vàng, không chập với thằng dây xanh là nó không đánh luôn nè anh em thấy không? Trong mặc dù pin đã đấu nguồn rồi nè. Đó. Cái cách này á là không phải là ai cũng biết đâu.
Nhưng mà có một số anh em biết á, xong rồi lên kênh của em á, mấy cái clip trước em dạy cho đấu theo kiểu hai tia lửa gần nhau á, đấu trụng giống vậy nè, và làm công tắc ở trên cái dây nguồn này nè. Nhiều ông á, tỏ ra mình sành nghề lên chửi bới ông sùm, nhưng mà thực ra những thành phần đó là ngu ngốc lắm nha, tại vì thiếu gì cách làm, phải người ta không biết, người ta làm mấy ông biết làm, người ta làm cái gì, nó phải người ta làm đấu bếp ga đấu gì, người ta đấu bếp ga thì khác. Anh em thấy chưa, dây mát chọc vào dây xanh nè, bên này đánh nha, dây mát chọc vào cái này để gần quá rồi, để cho nó càng xa ra nó càng mạnh nha anh em. Đó anh em thấy không, để nó dính lại thì cái tia lửa nó đánh yếu, để xa ra đánh mạnh nè, anh em thấy không, anh em hiểu nguyên lý của cái bếp ga chưa? Những em nào mà từng hỏi mình á, đấu bếp ga thì đấu như thế nào á, thì nhìn vào đây á, thì em về tự nghiên cứu nha. Anh em nào mà thấy hay đăng ký kênh giùm mình. Cái tia này đánh mạnh ghê không? Tia này để cho xa ra tí nữa coi. Khá mạnh luôn chứ không không có yếu đâu. Tại để gần á, để gần anh em thấy nó yếu, mà nó anh em để càng xa ra cái tia lửa nó càng dài, anh em dài ra nữa đó. Nè, anh em lưu ý nè, cái dây đen này là dây mát nha. Rồi, xa ra đánh mạnh quá luôn. Không? Không hề yếu hơn thằng nào nha. Rồi, ok. Anh em mua hàng thì mình báo giá lại lần nữa luôn nha. Cái này thì mình sẽ đóng gói lại và trả cho anh Phong, và chắc chắn là tiền cước anh Phong phải chịu rồi. Thì bên mình gửi, bên mình có ký hợp đồng bên nhà vận chuyển, nên là gửi cái kiện hàng này cước nó đi cũng rất là rẻ, tầm mười mấy 20 ngàn gì không biết. À, đối với anh em mà gửi ngược về cho mình á, thường là cước lúc nào cũng 20-30 ngàn đổ lên không à. Đó, nó cũng không đáng là bao hết, nhưng mà phải nói rõ luôn là ví dụ lỗi bên shop chịu hoàn toàn tiền cước đổi trả. À, nếu mà không phải lỗi bên shop, có nhiều ông á, về xài thời gian rồi khiếu nại này kia này tùm lum hết, nói chung là trẻ trâu, nhưng mà mình phải xác nhận. Hoặc là những ông mà nói là ừ em mua cái này cái kia về em thử không vừa đó, anh em lưu ý nghe, thử không vừa là tại anh em không hiểu không rành, chứ người ta cái khuôn người ta vài chục triệu, người ta đã bán nhiều năm như vậy, không khi nào mà người ta không vừa hết em ha. Khi anh em hoặc là anh em tìm cái loại không khớp, cái loại viên không khớp, anh em thử vào thì nó không vào là chắc. Nhưng mà khi mà anh em gửi về cho mình á, thì bọn bưu điện ở đây á, bọn giao hàng ở đây thì nó quen hết rồi, nó sẽ cho mình thử ha, mình thử, nếu mà được mình từ chối nhận phát là quay đầu là anh em mất tiền cước đi nè, mất tiền cước về nha. Thì đó là anh em phải lưu ý, không khi nào mà shop làm sai hết, tại vì hàng của shop 100% cho đồng kiểm và cho thử trước, không ai dạy gì mà hàng không vừa đi cho đồng kiểm và thử trước, anh em hiểu không? Đó, ok, đó là nhấn mạnh để anh em hiểu là không có thằng bán hàng nào ngu ngốc như vậy hết. À, anh em nào thấy clip mình có gì bổ ích hay ho gì đó thì đăng ký kênh, hoặc là theo dõi kênh mình, có hàng mới liên tục về nghe anh em, mình sẽ review liên tục cho anh em coi nhé. Rồi, đêm đã khuya rồi, xin chào năm cho anh em, chúc anh em luôn vui vẻ và hạnh phúc nha.